Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn về một cái mạch, đó là cảm biến tiệm cận hồng ngoại đây. Thì cảm biến tiệm cận hồng ngoại là gì? Thì tiệm là cận là gần, tiệm là phát hiện được cái gần đấy, cái nào vật nào đến gần đấy, cái tiệm cận đấy, phát hiện đến gần đây. Ví dụ tôi để một cái, đây các bạn nhìn nó bình thường là đèn không đỏ đúng không? Tôi để một cái bút bi chẳng hạn đến gần đây, đấy thì nó, đây, thì nó sáng đỏ đây. À, tại sao nó lại phát hiện được điều đó? Đây. Thì chúng ta thể tiệm cận là chúng ta thể sử dụng để làm các cảm biến phát hiện vật cản. Ví dụ như hệ thống dội nước ở nhà vệ sinh chẳng hạn, hoặc là đếm sản phẩm này, lựa sản phẩm đi qua là sáng này, hoặc là chúng ta thể làm những công tắc để gọi là vẫy tay thì cũng là cảm biến này, hoặc là thể ghép nối với bo Arduino để phát hiện vật cản vân vân, và làm cho robot. Cái này thì ứng dụng rất là nhiều. Hôm nay tại sao tôi làm một clip hướng dẫn các bạn thế này? Thì để làm được cái này rất là dễ. Các bạn nhìn vào sơ đồ này nhá. Hôm nay tôi cũng tiện thể nói luôn cho các bạn về cái bộ khuếch đại thuật toán. Đây. Thì ở đây có một cái led đây. Mắc với một điện trở hạn dòng 150 ohm, thì khi mà cấp nguồn 5V đây thì nó sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại không nhìn thấy được. Cái led này thì các bạn lấy ở những cái mắt phát của điều khiển từ xa TV các thứ rất nhiều. Hai mắt thu đây chính là cái mắt đen đen này, nó là một photodiode. Các bạn ra ngoài các bạn mua đây, nó màu đen đen này. Các bạn nhìn thấy màu đen đen không? Đấy, đây này. Đấy. Thì nguyên lý hoạt động của nó là ra sao? Đây là người ta sẽ sử dụng một con IC LM358. Những cái mà ghi thế này, đó là số chân của nó, 8 là chân VCC, 4 là GND, 3 là chân P, 2 là chân N và 1 là chân out. Thì một cái bộ khuếch đại thuật toán này như con IC LM358 sẽ có hai cái bộ này. Các bạn hiểu là hai cái tam giác này cho mình. Tôi gọi là hai bộ khuếch đại thuật toán. Thì chân P là chân cao, chân N là chân thấp, P là viết tắt của tiếng Anh là dương, còn N là âm, còn 1 là chân out đây. Thì nguyên lý hoạt động của nó này, nếu UP lớn hơn UN, cho UP này là dương và UN là âm đúng theo cái dấu của nó này, thì ở điện áp ra này sẽ ra một điện áp dương và nó làm sáng cái led này, và cái điện áp đó thông thường bằng 2/3 nguồn. Ví dụ đây nguồn cấp là 5V thì nó sẽ bằng 3,3V. Thế UP mà nhỏ hơn UN, có nghĩa là đàn ông mà yếu hơn đàn bà chẳng hạn đấy, thì rõ ràng là giam là sai về quy luật, để cho mức 0V thì đèn sẽ không sáng đấy. Ở đây người ta tạo ra được cái mức UN bằng mức cố định là bằng mấy chiết áp này, người ta chia vào cái nguồn này, các bạn coi nó như một cái cầu phân áp. Thế các bạn vặn ở đây này thì nó sẽ có một điện áp thay đổi đấy. Đấy. Và đây hai cái led này nó sẽ phát hồng ngoại vào đây này, và khi ở bình thường nó không có vật cản ấy, thì nó không làm cho con này dẫn, và khi có vật cản ấy, thì nó sẽ làm cho cái điện áp ở cầu này này nó dẫn, nó thay đổi đây, nó làm cho UP khi mà bị cản vào sẽ lớn hơn UN, và lúc này thì ở cái chân số 1 này nó sẽ ra mức điện áp cao thì làm cho cái đèn led nó sáng. Thì bây giờ mình thí nghiệm cho các bạn nhé. Rồi ok, để chúng ta thí nghiệm thì chúng ta đơn giản thôi. Chúng ta sẽ sử dụng một cái đồng hồ vạn năng, chúng ta đo áp thôi. Đây. Thông cảm nhá. Đây rồi. Thì chúng ta đã biết là chân số 3. Đây. Đoạn này. Đây. Đây là trong trường hợp đây. Đây là chân số 3 của IC. Chân số 3 của IC. Các bạn nối mát với cái dây màu đen của đồng hồ nhá. Đây đây. Này hơi khó tí. Không biết các bạn nhìn được không nhỉ? Đây mình. Xoắn cái dây vào. Đó, quay những clip này mà làm một mình thì rất là khó. Nhưng mà vẫn cố gắng phục vụ các bạn thôi. Thì mình đây mình thử chỉnh góc quay này nhé, các bạn thông cảm chứ cái quay này nó hơi khó đấy. Chỉnh góc quay này
còn bị bóng sáng của cái đèn này nữa đây. Chỉ ở trường hợp cảm biến tiệm cận nó hoạt động như này đây. Bây giờ mình đo ở chân 2. Chân 2 sẽ là chân N ấy, thì mình sẽ được 0,2V đúng không? Rồi ok. Đấy, chân 2 được 0,2V. Và mình đo chân số 3 sẽ được 0,1V đây. Vậy thì chân số 2 tức là chân N đang lớn hơn chân B thì suy ra điện áp ra là 0V này. Ở cái đầu ra này. Thế bây giờ khi mà cho nó chạm vào nó đỏ lên này, tức là có cảm biến tiệm cận đấy, thì chân số 3 này sẽ ở mức cao đây này. Chân số 3 sẽ ở mức cao đây. Đấy. Đây nhá. Đây. Đang chập chờn này. Đấy, cảm biến tiếp cận nó sáng rồi này. Thì chân số 3 ở đây sẽ là 0,3V là mức cao. Và chân số 2 sẽ mức thấp hơn 0,2V, 0,3 lớn hơn 0,2V. Cho nên điện áp ở chân số 1 ra sẽ bằng 3,3V, tức là 70% của VCC. Thì trên là mình đã chia sẻ cho các bạn cái cảm biến tiệm cận và nguyên tắc hoạt động của nó và các cái ứng dụng của các bạn có thể áp dụng trong cuộc sống. Thì chúc các bạn thành công.